Hello, xin chào anh em. Xin chào anh em đã đến với kênh channel của mình. Và mình làm video hôm nay. Tối hôm nay mình sẽ review về cái viên ngọc 6 cạnh. Viên ngọc, cái viên game 6 cạnh của ngày hôm nay của Gan Nam mới bán. Đó là cái tác dụng như thế nào, rồi có nên mua hay không. Và mình nhấn mạnh lợi luôn là những phái nào hệ tanh hoặc tay ngắn tốt nhất nên mua nếu có tiền, hoặc ấy lộn, nếu có kim cương nói thiệt thì tốt nhất nên mua. Tại vì sao? Thì theo mình đã thì mình đã solo ở hai người tiết này, cái khi đến tới con boss thứ hai này thì mình đã thử và test cái đàm nó, cái sỏi hồi phục nó như thế nào. Tuy rằng nó hồi phục liên tục 900, phòng thủ chí mạng tăng 700, nó mới nhiều đối với thành fighter. Nhiều bạn nói là đi trong phụ bản PvE thì nó sẽ là rất là phới, tại vì nó boss thì nó cũng đâu cần thân phòng thủ chí mạng 700 để làm gì. Đây phòng thủ, phòng thủ PvP, đây phòng thủ PvE và chỉ giảm sát thương, khâu phòng thủ chí mạng. Đây đây, kháng chi mạng, cầm vũ chi mạng là cái nào qua rồi trời, nãy giờ quên coi. Phòng thủ chi mạng, tên phòng thủ chi mạng tức là mấy bạn sẽ được tăng cái gì khi mà bị sát thương chi mạng, tỷ lệ chi mạng này đây, tỷ lệ chi mạng 61% mà bạn tăng 700. Thì để mình coi cái phòng thủ chi mạng này. Phòng thủ chí mạng, bỏ kệ đó đi, cái này thì bỏ qua đi để mình nữa mình tìm hiểu sau rồi mình nói tiếp. Khi mà phòng thủ chí mạng tăng, cái chủ yếu mình nói đây là tăng khả năng hồi phục 900 đúng không? Thì bây giờ mình sẽ gỡ ra và mình sẽ lấy một cái viên game khác. Lục bảo thì mình cũng có viên ngọc bích 5 cạnh này đây, mình sẽ không sợ sử dụng, mình sẽ sử dụng viên lục bảo này đây. Bây giờ mình sẽ thử và mình sẽ test cho mấy bạn xem khi mà mình quýnh nó combo tại lần đầu tiên thì cái tỷ lệ hồi phục nó như thế nào ha. Cái con boss này đây, khi mấy bạn biết là phái vô đây thì mấy bạn sẽ solo sẽ bị mất máu như thế nào. Đây các bạn coi, 900 và 120. Rồi mình sẽ chạy ra đây thì bây giờ nó là sẽ 33k máu đúng không, thì mình sẽ chạy ra đây cho mấy bạn muốn đi ra đi. Thì khi hồi phục liên tục 900 rồi mình sẽ gỡ ra. Hình như là mình test đã có gì đó hơi sai, mình phải gỡ ra hết, gỡ mấy viên này ra hết đúng rồi. Giờ mình sẽ gỡ ra hết thì chỉ còn một viên này đây, thì mình sẽ coi nó hồi máu như thế nào. Bây giờ bỏ các bạn thấy hồi máu 1000 chưa? Các bạn thấy hồi máu lên 1000 chưa?
Ở đây mình có cái gì này đâu có hồng máu gì đâu, nó chỉ là hồi 200 sinh lực thôi, chỉ ra đầu chí mạng. Nhưng mà hồi nãy với mình vẫn thấy là khi hồng máu lại liên tục là 900, như vậy là hồi nãy mình lên tới 1.000. Mấy bạn thấy lên 1.000 đó không, mình cộng 1.000 đó tính là cái gì này với cái hồi cộng hồi máu 10% của cái kill của mình đây. Cái kill của mình nó có hồi máu 10% là nó. Rồi như vậy là mình sẽ hồi máu được tới 10 là lên tới 1.000. Và đó là chính là vì sao là mà nhưng mà nó sẽ hồi liên tục. Và mình đã test thử rồi, mình đã làm rồi, khi mà mình dùng cái viên mình không có dùng viên màu xanh này, không dùng viên lục bảo sáu cạnh, thì khi mình vào tới con boss này của con hai người tiết á, thì khi vào đó thì mình sẽ bị chọi đá liên tục, chọi băng liên tục vào luôn, là mình sẽ bị tụt máu một cách trầm trọng. Mà nhưng mà khi có cái viên này thì mình đã hồi máu lên là từ 33k máu hoặc là 22k máu, mình đầy lên một cái dèo lên là 100% máu luôn. Mình nói thiệt, cái đó là mình nói thiệt, mình không có nói sợ làm gì. Cái đá mình đã test rồi, rồi là mình đã test rồi, nó đã lên một liên tục như vậy luôn. Khi mà bị đánh nó sẽ sức, tại vì cái viên này nó đã nói là khi có khả năng kích hoạt khi bị đánh, như vậy là nó sẽ không có nói là tỷ lệ bao nhiêu gì hết. Cũng có thể là bị đánh xong rồi xuất hiện con này đánh mình xong thì nó còn khá, nó quấn mình thì nó sẽ xuất hiện hồi máu rồi thôi, là hồi lên tới 900 đó. Mấy bạn thấy các còn lại không? Mà rồi đối với còn đối với phái thời xa thì mình thấy thì cũng rất cần đối với đi đấu đi chiến trường, đi đảo cùng phong á, chiến trường đảo cùng phong á, là cái viên này là rất là cần đối với hệ phái nào luôn. Tại vì sao? Tại vì nó có tỷ lệ thiên lợi phòng thủ chí mạng. Các bạn biết phòng thủ chí mạng rồi đó, là tăng lên tới 700, mà trong khi đó mà bộ dị hồn của bạn chỉ tăng có mấy trăm đâu, mà bộ viên này nó tăng lên tới 700, đó là một cái con số là rất đáng nể đó. Bởi vậy nếu mà mấy bạn có kim cương thì mình khuyên tốt nhất là sẽ mua cái gói đó, mua cái gói này. Không phải là mình review cho cái gói này là mấy khuyên mấy bạn mua, mà nếu mấy bạn có thì nó sẽ mua, tại vì nó đây là có một cái viên này đó rất là xứng đáng để mấy bạn mua để thăng cấp lên. Mình thì mình chưa 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 test cái vụ mà phòng thủ chí mạng tăng 700, đó là nó được kháng chí mạng được bao nhiêu phần trăm. Nhưng mà theo mình biết thì đó là một cái con số khá lớn, chứ không phải là nhờ con nhỏ đâu. Khi mà gọi là kháng chí mạng á, thì là mấy bạn sẽ win như thế gì? Khi mà mình quýnh, giả sử như đó mình quýnh có chí mạng như vậy thì mình sẽ có tỷ lệ là bị kháng lại, là bên kia là không có nhận được sát thương nào luôn, không có nhận sát thương từ chí mạng, chỉ là nhận sát thương từ đam thường đó. Cái đưa đam thường từ 220 đó, con số nhỏ đó, không có hiện chí mạng, nó con số màu trắng đó, cái đó là gọi là phòng kháng chí mạng. Còn mà chỉ là mình chỉ dùng đam bình thường không có chí mạng mới thắng được thôi. Nhưng mà cái này có gọi là tỷ lệ thôi, bởi vậy là tôi sẽ không có tốt lắm và cũng ra hên xui thôi. Chơi game này giống như là này giống như là chơi game này gọi là ăn xôi xui mà rủi vậy thôi. Nếu mà bị quýt nhiều thì mới hồi máu nhiều và phân tăng phòng thủ chí mạng nhiều, tăng phòng thủ chí mạng 700. Cái tự nhiên hay là cái gì bên vệ hồng rùa, cái vệ hồn này nè, đây đây các bạn thấy không, cái dạy hồn mà bên đảo Cuồng Phong á, nó chỉ tăng tối đa này là 1 là 400, ở này 182, 400 xăm mấy. Để mình sang đảo vào dạy hồn bên này thế rồi nó có tỷ lệ chí mạng không.
Phong thủ chí mạng như vậy sao? Phong thủ chí mạng, phòng thủ BBA, né tránh đỡ đó. Đây kháng chí mạng, đây ta thấy rồi, hồi nãy tại nãy mình cũng thấy đây kháng chí mạng. Ép vô đâu rồi này, và 1055 là giảm khả năng đối phương ra đòn chí mạng lên bạn tới 22,5% và giảm sát thương chí mạng nữa từ 144%. Như vậy là mình sẽ, khi mà mình tăng lên có 1000 mà giảm được 22% tỷ lệ chí mạng, như vậy là nếu mà mình mua cái viên đó lên tầng 700, như vậy là tức là tăng lên gần tới 18%. Như vậy là khi mà mình mang giò này vô, mình đeo cái game này vô nữa, là mình sẽ tăng lên được tới gần 40% tỷ lệ kháng đó. Có khả năng thôi nghe, có khả năng khi giọt là tăng 80%, tức là 40% kháng chí mạng, và cũng có thể là sẽ giảm thêm được đó là tên tới 160% sát thương chí mạng. Và sát thương chí mạng của mình thì chỉ có nhiêu 218, nếu mà lên cây sao băng nữa, đây cây sao băng này nữa là vừa 4%, như vậy là sẽ giảm đi là còn lại là được có 100 mấy thôi, 100 mấy, cũng như là giống như là đạm thường vậy thôi, giống như là giống như cái kill này thì kill này có kill ghét của mình như là chí mạng lên là 8k, bình thường là 4k, 4k ma, 4k đam thì là chí mạng lên 8k. Vậy là khi mà lên chí mạng, người khác dùng kill này lên chí mạng mình thì mình sẽ nhận vào sát thương vào chỉ có là 4k đam thôi đó, đơn tình tính đơn giản vậy thôi đó, là cho mấy bạn hiểu là thế nào là phòng thủ chí mạng. Rồi cái viên này mà nếu mà đưa cho bạn Death mà hại thì viên Death là phái gì quên tên rồi, Cuồng Long nhớ rồi, thì sẽ rất là mạnh. À, rồi thì mình đã review cái viên này và các công dụng có tác dụng tóm lại là có nên mua hay không. Thì nếu theo mình thì là nên mua. Vậy thì nó là rất xứng, nó rất là ok, cái viên này là ok, nó vừa tăng thêm 5 RAM. Tính ra thì một bộ trang phục thì có 18k, như vậy là viên này 10k gold vẫn là rẻ hơn cái viên combo này, cái viên học thành tới 16k à, thì theo mình thấy là có lợi hợp lý hơn. Nhưng mà cái ngặt nổi của Garena là nó bán cái gói này chỉ là gói chung chứ không có bán gói riêng được, bởi vì là mình phải mua dính luôn được cái bộ này luôn. Bởi vì mình thấy cái bộ này thì cũng tạm được ok đi, mình đang thì đang đợi cái bộ thứ hai ra từng giờ cho ngày 10 tháng 12 sao đó. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm video của mình, nhớ đăng ký kênh YouTube của mình nhé, cảm ơn các bạn.